Thời gian này, cuộc đua lãi suất giữa các ngân hàng dường như tiếp tục tăng. Trên thị trường, không khó để tìm kiếm ngân hàng có mức lãi suất tiết kiệm từ 9 đến trên 11% một năm. Mức lãi suất tiết kiệm cao nhất trên thị trường hiện nay là 11,1% áp dụng tại VB Bank. Cụ thể, từ ngày 22 tháng 11, khách hàng tham gia sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn Prime Savings hưởng lãi suất tháng đầu là 11,1% một năm. Đối với kỳ hạn 36 tháng, lãi suất các tháng sau là 9,25% một năm. Techcombank cũng đã thông báo điều chỉnh lãi suất huy động lần thứ hai trong tháng, áp dụng từ 22 tháng 11. Theo đó, mức lãi suất cao nhất ngân hàng áp dụng là 9,3% một năm tại các kỳ hạn ngắn từ 1 đến 6 tháng với các khoản tiền gửi. Mở mới, lãi suất đều ở mức kịch trần là 6% một năm, áp dụng với tất cả các đối tượng khách hàng và lượng tiền gửi. Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đôn đốc thực hiện việc truyền dữ liệu lệnh vận chuyển từ các bến xe về máy chủ của Cục. Lý do là đến thời điểm hiện tại mới chỉ có 206 trên 684 bến xe khách đã rà soát kết nối và chuyển dữ liệu. Theo đó, ngày 11 tháng 10, Cục này đã có văn bản 155 về việc chuyển dữ liệu lệnh vận chuyển về máy chủ Cục Đường bộ Việt Nam. Tuy nhiên, theo thống kê trên hệ thống đến hết ngày 20 tháng 11, mới có 206 trên 684 bến xe khách đã rà soát, kết nối và chuyển dữ liệu. Có 157 trên 1.529 doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải đăng ký và đang thực hiện việc kết nối chuyển dữ liệu lệnh vận chuyển về máy chủ của Cục Đường bộ Việt Nam. Để đảm bảo thực hiện đúng quy định và tiến độ đề ra, Cục này đề nghị Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Giao thông Vận tải xây dựng Lào Cai tiếp tục có văn bản đôn đốc các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt và bến xe khách trên địa bàn khẩn trương triển khai thực hiện việc kết nối và chuyển dữ liệu lệnh vận chuyển về máy chủ của Cục Đường bộ Việt Nam, đảm bảo thời gian hoàn thành xong trước ngày 15 tháng 12. Thưa quý vị, liên quan tới tình trạng mặt đường hư hỏng xuống cấp trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai mà nhiều phương tiện phản ánh những ngày qua, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC khẳng định hiện việc sửa chữa đang được tiến hành và sẽ hoàn thành trong tháng 12 năm nay. Ghi nhận của VTC14. Đây là gói thầu cuối cùng trong năm 2022 sửa chữa, khắc phục hư hỏng trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai được Tổng công ty Đầu tư Phát triển Cao tốc Việt Nam tổ chức đấu thầu triển khai qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc với chiều dài khoảng 30 km, tổng diện tích mặt đường phải xử lý khoảng 70.000 m². VEC khẳng định trước đó đã hoàn thành việc sửa chữa 3 gói thầu trong tổng số 4 gói thầu phải triển khai trong năm nay. Các cái điểm hư hỏng sửa chữa cũng đã được triển khai hoàn thành 3 cái gói thầu này. Và hiện nay thì cây số từ mét 0 cho đến 48 thì hiện nay thì chúng tôi đang sửa chữa như tinh thần máy hiện nay đang thi công. Và dự kiến là cũng khoảng hết đến cuối năm, hết năm 2022 thì 4 cái gói thầu sửa chữa này là cũng đã sẽ hoàn thành. Thế còn sang năm 2023 thì các cái điểm mà phát sinh hư hỏng còn lại thì chúng tôi cũng tiếp tục sửa chữa vào năm 2023. Cũng theo ông Cường, trong năm qua, tổng diện tích mặt đường phải sửa chữa trên tuyến khoảng 200.000 m². Việc chậm trễ triển khai khắc phục mặt đường, theo ông Cường là do trình tự làm hồ sơ, thủ tục đấu thầu hiện nay khá mất thời gian. Trên 500 triệu, đấy, sửa chữa thì cũng phải lập báo cáo hoặc là lập dự án đầu tư theo đúng quy định của một trình tự một cái dự án đầu tư xây dựng mới. Do vậy mà các cái bước liên quan đến khảo sát, rồi tư vấn, rồi đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, tất cả thứ nó cũng cần có những cái trình tự thời gian. Do vậy mà cái tính đáp ứng về sửa chữa mà ngay và luôn là nó cũng có những cái bị chậm trễ. Thì đấy là cái khó khăn. Ghi nhận của VTC14 tại khu vực đang sửa chữa, cải tạo mặt đường, hiện đang được các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát ứng trực, kiểm soát chặt chẽ về mặt chất lượng. Hình thức sửa chữa mặt đường là tái chế vật liệu tại khu vực thi công, tiết kiệm được khoảng 20% chi phí. Thời gian sửa chữa của chúng tôi là tới ngày 25 tháng 12 là xong, tiến độ là 2 tháng. Là cái phương châm mà
của cái thi công trên cao tốc. Là đơn vị thi công chúng tôi là cái phương châm đề cao cao nhất là đảm bảo an toàn giao thông, là không để xảy ra tai nạn và để cho lưu lượng xe thông được thông suốt. Bám theo cái tiêu chuẩn của quy định mà làm, nhưng thực tế là phải linh động trong nhà thầu, góc độ đảm bảo thế nào đó phải đảm bảo yêu cầu là cho triển khai. Tức là về cái thủ tục giấy tờ thì tôi sẽ bỏ qua một cái vấn đề khác, nhưng mà vấn đề chất lượng về là không thể bỏ qua được. Thì trên cái tiết diện thi công nó là một ngay tối thiểu là khoảng 400 mét, thì nằm trong cái phép cho phép rồi, thì tương đương tầm khoảng 1.5 đến 1.6 mét vuông thì vẫn đáp được yêu cầu tiến độ. Cao tốc Nội Bài - Lào Cai có tổng chiều dài 245 km, đi qua 5 tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai. Đáng chú ý, sau hơn 8 năm tuyến cao tốc này đưa vào sử dụng, mặc dù được duy tu bảo dưỡng thường xuyên, nhưng với việc hàng ngày tiếp nhận số lượng phương tiện có trọng tải lớn đã và đang dẫn đến một số hạng mục khiến mặt đường bị xuống cấp, hư hỏng. Công an tỉnh Quảng Bình vừa triệt phá đường dây tội phạm sử dụng thủ đoạn chiếm đoạt SIM điện thoại để lấy tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỷ đồng. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PA05, Công an tỉnh Quảng Bình quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Phát Tài, sinh năm 1999, trú tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; Mạch Thị Nga, sinh năm 1993, trú tại tỉnh Thanh Hóa; và Mạch Thị Mị, sinh năm 1996, trú tại tỉnh Thanh Hóa, về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản và xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác. Từ tháng 8 năm 2021 đến nay, ổ nhóm tội phạm này đã thu thập hơn 17 triệu thông tin dữ liệu cá nhân của người khác trên phạm vi cả nước, theo các nhóm vùng, miền, chức danh, nghề nghiệp, để bán cho người khác nhằm thu lợi bất chính. Chúng gọi điện tới người dân mời nâng cấp SIM từ 4G lên 5G, rồi chiếm quyền truy cập SIM điện thoại, khôi phục lại mật khẩu đăng nhập tài khoản Internet Banking có liên kết với SIM để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng. Ước tính, số lượng tài khoản ngân hàng giả mạo dùng để nhận tiền chiếm đoạt khoảng 40 tài khoản, với tổng số lượng giao dịch lên đến hơn 100 tỷ đồng. Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra.